mưa luôn. Lên luôn, lên luôn, xong rồi, mưa rồi, hết rồi. Cảnh ở đây qua rồi. Lấy một đoạn thôi, một chút xíu thôi, chạy. Chỉnh lấy cái cảnh bất cần thôi. Đi từ từ thôi, đi từ từ thôi. Thực sắc luôn á, là hôm nay là ngày đầu tiên bạn em đóng phim. Trước giờ bạn chưa đi diễn xuất và chưa đi đóng phim. Bạn chỉ là diễn nhảy rồi hát người mẫu thôi. Thì hôm nay lúc đầu bạn hơi bị rung, bạn hơi bị mất tâm lý, nhưng mà từ cái khúc mà được cái nam khúc cuối này thì bạn diễn ra tốt, em cũng rất là tự hào. Em đang là giáo viên hay là công việc chính quyền? Trợ lý của trung tâm học viện em trực tiếp Academy. Là nơi bé đang theo học. Hôm nay bé đi là có các cô phụ trách. Rất cảm ơn cô. Qua bộ phim này, cô có muốn nhắn gửi điều gì đến khán giả trên kênh của Hồng Loan không? Dạ, nói về hai okay. Thì chơi đi, cái cảm của câu chuyện rất là ý nghĩa. Thì mọi người sau khi mà các em đi được công chiếu, mọi người đón nhận thật là nhiệt tình để ủng hộ cho hai bé cũng như là cả đoàn phim. Cảm ơn cô, thay mặt cho Hồng Loan cũng cảm ơn cô và hai bé. Sao rồi Bích Trâm, video trên kênh của Hồng Loan này, Bích Trâm sau khi hoàn thành vai diễn của mình cảm thấy thế nào? Cảm thấy rất là phấn khởi, phấn khích và sung sướng vì đã xô một con mớm xuống nước. Rất là vui, cảm ơn Bích Trâm. Đây là video trên kênh của Hồng Loan. Cảm ơn tất cả mọi người. Trâm lại chuẩn bị hoàn thành vai diễn đấy. Em là tí hả? Video của Loan mà. Lưu lại giam bước. Đứng không đừng dùng cái này, em lấy không nhích cái này nè, em lấy cái nền sau á, em chụp dân dung từ đùi dưới lên. Chụp bóp tờ nhanh mặt nha. Đây là đang chụp chị Ni nha mọi người. Hôm nay thì chụp với Loan rồi. Đây là những phân cảnh người được anh nhé. Diễn luôn. Bắn đi. Khoan. Video trên kênh của Loan. Diễn. Cẩn thận nó té nó con. Hai bé sau khi diễn xong thì vẫn rất là tự nhiên, thể hiện cái phong cách rất là tự nhiên nha mọi người. Đó. Hai bé rất thân nhau. Wow, cẩn thận trở té nha con. Bởi bên này thì mẹ của bé áo vàng. Hai bé rất là dễ thương, nhập tâm trong cái vai diễn. Ở video này thì cũng là những video cảnh hậu trường. Anh chuẩn bị đồ cho cháu về hả? Dạ. Đó là ba của bé áo vàng nha mọi người. Nói gì trên kênh của em đi. Nói chung là rất là vui. Có nhiều cái cảm xúc nó dâng trào. Chị nãy giờ chị quay cái cảnh ở dưới nước, thấy cái cảm xúc nó như thế nào chị? Sợ nha. Sợ hả? Mà cái cảnh trong cái bộ phim này là nhiều cái hấp dẫn lắm. Vô dài là chính xác luôn. Rồi, ok, cảm ơn mọi người, hy vọng là mọi người luôn ủng hộ. Thêm một bộ đồ nữa để ra cả nhà. Sáng tới giờ là nhiều phần cảnh đó rồi. Đó, chồng của cô Ve đây. Sao nhìn giống ha. Vô nhân vật là giống ha. Tôi mất một đôi tất rồi đấy. Chị Ve cũng mới quay. Đây là mọi người thấy đó, anh Linh Tý đó. Chuẩn bị vai diễn của mình nha. Rồi bây giờ tới anh Linh Tý. Tới cảnh của anh Linh Tý quay phần đoạn nha cả nhà. Cái phần đoạn của anh Linh Tý nha. Thì anh đó, ông Tý thì đang ấy lặn đi ngộp tay lạnh à. Cười. Rồi bây giờ bắt đầu ngay cho hai em ở đó là 7 ngày 7 đêm rồi đó.
Đây là dàn diễn viên đóng cùng Loan nha mọi người. Đây là kênh của cô Loan. Lạnh lắm không con? Đây là dàn diễn viên sẽ video này sẽ phát trên kênh của cô Loan nha. Đây là cái nỗi ám ảnh của em. Cho nên là khi em phục xuống nước đó là em đang rất là hỗn loạn. Còn đây với cái đã cái nư, biết nó rất là sợ hồi nước, đã cái nư. Còn em là không có lo tóc tai gì đó, chỉ có hụt hụt đá con. Vứt cái mặt lên thôi. Đó, và cắt rồi. Rồi, ok. Nỗi ám ảnh của em á, tập trung. 2, 1 Cứu tôi với, rồi, nhảy luôn. Có mưa thật đó. Rồi ok, Lan thay đồ đi, cái này đi. Lan nở, nở một cái cận của em cùng được thoải mái là người ác độc. Lúc nào cái đó là cái chỗ đó luôn á, ngay chỗ đó luôn. Khá là lạnh nha mọi người. Khá là lạnh nha. Chí Nguyên. Lúc nãy cảm giác như thế nào? Lạnh lạnh lắm à hả? Dạ, lạnh mà vui hả? Ok. Nhưng mà tại nó hơi bị, con cũng không có biết hơi lắm, ta chỉ biết hơi với hơi thấp thôi ạ. Nhưng mà lúc nãy trên video chú thấy con là như là bị sặc nước phải không? Đi hay hay đi bơi có đi hay đi bơi không? Ít. Còn con gái cảm giác thế nào? Hoàn thành vai diễn của mình cảm thấy thế nào? Vẫn vui, rất là vui đúng không? Con có mong muốn gì gửi đến khán giả trên kênh của cô Loan không? Con mong muốn là mọi người sẽ ủng hộ tới những MV sắp tới của các con cũng như cô Loan phải không? Chúc cho các con sức khỏe nha. Bye bye đi nào. Cảm ơn hai con rất là nhiều. Rồi sao chị? Sau khi thấy con gái hoàn thành vai diễn ở đây chị có cảm xúc như thế nào? Lúc mà mới xuất hồ thì đại vì đáng biết bơi. Dạ. Nên mình cũng lo lắng. Nhưng dạ. Mà thấy con hoàn thành rồi thì mình xong rồi. Lúc nãy khi mà cháu đang diễn em có thấy chị lấy khăn lau nước mắt. Lúc đó cảm thấy thương con lắm không? Không phải không thương con nhưng mà cảm thấy cái nhân vật đó quá tội á. Chứ con đi diễn thì cái công việc đó là mình thấy bình thường nhưng mà lúc mình đang nhập vô cái nhân vật đó mình thấy tội quá. Dạ. Lúc mà chạy theo ba thì nhớ nó xót á. Dạ. Chị có qua đây thì qua những cái câu chuyện này chị có gửi tới khán giả trên kênh của Hồng Loan một điều gì không? Thấy trên này cái bộ phim này rất là hay, rất là ý nghĩa nữa. Dạ. Thì mong là bộ phim đang thì được mọi người đón nhận. Dạ. Như ủng hộ Hồng Loan vậy. Đây là video độc quyền trên kênh Hồng Loan. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và chị là mẹ của bé áo vàng phải không? Đúng rồi, bé Hồng Linh. Là bé Hồng Linh. Dạ. Là Hồng Loan lúc nhỏ. Dạ đúng rồi. Cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ. Em là phụ trách bé áo trắng. Dạ, đúng rồi. Đóng vai Phương phải không? Ở quãng thời gian theo sát cái